Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống Xanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Quý vị và các bạn thân mến, cứ đều đặn vào lúc 6 giờ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần thì tại khu vực bãi biển Hòn Chồng, thành phố Nha Trang có một nhóm người Việt Nam và cả ngoại quốc nữa cùng tham gia nhặt rác và làm sạch bờ biển. Và họ đi dọc bờ biển tỉ mỉ và cẩn thận nhặt từng cái bịch ni lông hay là những xiên que hay là rác của người dân để lại khi mà đến đây ăn uống hàng đêm, hoặc là rác từ bãi biển dạt vào. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Lệ Hằng xin mời quý vị và các bạn cùng tôi tham gia vào hoạt động này để cùng tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc làm này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, JCI là một tổ chức hướng đến mạng lưới toàn cầu dành cho các bạn trẻ năng động, sáng tạo và muốn đóng góp sức mình vì sự phát triển của cộng đồng. Và hoạt động đầu tiên mà JCI Khánh Hòa tổ chức tại Nha Trang đó là chiến dịch Clean the Beach, hay còn gọi là làm sạch bờ biển. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Hồ Hoàng Anh, chủ tịch JCI Khánh Hòa. Chào em. Dạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu đôi nét về tổ chức JCI Khánh Hòa được không ạ? JCI Khánh Hòa đã được thành lập hơn một tháng với 30 thành viên, gồm có các chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như là các nhân viên thuộc các cái cơ quan ban ngành trong toàn tỉnh, hướng tới việc là một cái sân chơi bổ ích để cho các bạn thanh niên trẻ được cộng tham gia sinh hoạt, được phát triển kỹ năng cũng như là tham gia đóng góp vào những cái dự án của xã hội. Đầu tiên đó là dự án làm sạch bãi biển, Clean the Beach. Thì với dự án này thì chúng tôi thực hiện vào mỗi tuần vào sáng ngày thứ bảy, từ 5:30 cho đến 7:00 sáng. Chúng tôi chọn dự án này bởi vì chúng tôi thấy rằng là Nha Trang là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng, trên không chỉ là ở Việt Nam mà trên thế giới. Và việc giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan chung thì không chỉ là ý thức và trách nhiệm của các cái cơ quan ban ngành mà cũng còn là ý thức của những người dân, và đặc biệt là những bạn trẻ, những thế hệ tương lai thì cũng cần phải có những cái ý thức dành cho cộng đồng và dành cho xã hội. Những tuần chúng tôi đi nhặt rác thì cái lượng rác thải ra ngoài bãi biển nó cũng đã giảm dần. Bên cạnh đó thì chapter của chúng tôi cũng có vận động trong thành viên là đóng góp những cái thùng rác, trang bị thêm những cái thùng rác cho người dân ở đây. Và chúng tôi cũng hy vọng là thông qua cái hoạt động này của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là mong muốn kêu gọi toàn thể những doanh nghiệp, các cái tập thể, các cái tổ chức cũng như là các cơ quan ban ngành, kể cả người dân, hãy cùng đồng hành với chúng tôi để mà mỗi người góp thêm một phần nhỏ của mình xây dựng những cái thùng rác, để tạo thêm nhiều thùng rác ở toàn bộ những khu vực bãi biển của thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Thì thông qua đó sẽ góp phần chúng ta sẽ thay đổi cái môi trường sống của chúng ta, và chúng ta sẽ làm sạch môi trường của chúng ta và sẽ nâng cao cái ý thức của người dân nhiều hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có những chương trình truyền thông, tuyên truyền của các cơ quan báo chí để hỗ trợ cho chúng tôi được truyền những cái thông điệp đó, lan tỏa đến những thông điệp đến cộng đồng và làm thay đổi ý thức của cộng đồng. Các bạn thân mến, một buổi sáng cùng tham gia vào hoạt động làm sạch bãi biển cùng với các bạn trẻ của nhóm JCI thì Lệ Hằng ghi nhận là cũng có một số người ngoại quốc cũng như là người dân và du khách cùng tham gia hoạt động này cùng với các bạn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một người ngoại quốc cũng đang tham gia nhặt rác rất là tích cực nhé. Xin chào anh có thể giới thiệu về mình được không? Xin chào, tôi là Dominic, tôi đến từ Nam Phi. Và tôi nhận thấy là ở đây cũng giống với Nam Phi, ô nhiễm đất và nước. Và muốn thay đổi tất cả thì trước hết phải thay đổi nhận thức của con người. Tôi tham gia dọn rác ở bãi biển và thấy đây là một việc làm rất là dễ dàng và hữu ích. Vậy anh cảm thấy như thế nào khi tham gia hoạt động này? Tôi tìm được những người cùng chí hướng và làm việc có ích cho môi trường và cả bản thân tôi, rất tuyệt vời. Cái hoạt động này là quá tuyệt vời rồi. Đây là một cái ý tưởng mà thực sự là rất là nhân văn này, và có ý thức để mà bảo vệ cái môi trường. Thì cũng chị cũng hy vọng là không những là chỉ có một cái câu lạc bộ này tham gia cái hoạt động này, mà sẽ có nhiều nhóm khác nữa để thu hút cái ý thức của người dân.
Đây là một hoạt động rất tốt, làm biển sạch hơn, thu hút khách du lịch và tôi hy vọng sẽ thường xuyên thấy được những hoạt động ý nghĩa như thế này cho biển Nha Trang.